Ui, mai còn vòng quá vậy. Mai vòng lên. Hi, chúng mình xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại video tiếp theo của mình. Chúc mọi người một ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc nha. Hôm nay mình giải ngắt mọi người, mình lại rủ hai thằng cháu mình ra khe để bắt cua đá về nấu ăn nha mọi người. Công việc chính của mình thì mình làm cái cà phê á mọi người. Thì bữa nay thì cũng hái cà phê hết rồi. Thì hôm nay mình rảnh mình lại cùng hai thằng cháu mình đi bắt cua đá nấu ăn. Mời mọi người theo chân ba bác cháu mình nha. Đây có một con này. Cho cái thùng này đây. Cần cung giấy là một đám đứa. Ui, bé, bé, ui, 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 con mà, con mà. Ui, gà 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 gà. Ui, thằng nhà châu châu á. Ui, thằng nhà châu châu. Bắt chỉ một lúc thôi được bằng này cua này mọi người. Bây giờ mình sẽ mang về nấu nha mọi người. Sẽ nấu ăn tại đây nha mọi người. Muốn ăn vòng bê. Hả? Ăn vòng. Hello. Ăn vòng xương xu à? Alo, em là em, bây giờ này có khỏe không ạ? Khỏe không? Không. Khỏe thôi. Ui, mai còn vòng quá vậy. Mai vòng lên. Mày còn xin cô béo khi mà xin cô béo cứ vài là tốt. Nóng thế.
Chín rồi. Thì ăn đổ đấy. Su đổ. Su đấy. Làm mới ớt đề. Ai mới. Có kèm mới ớt đề. Ai mua cây cưa này. Ai ăn cây cưa, ăn da bò này. Ai ăn da bò lợn này. Da bò lợn rất là ngon nha các bạn. Da lợn đi. Ai ăn da lợn không? Da lợn. Xem có đất vùng bẩn. Nhìn xem các bạn cảnh miếng luôn. Vàng khe. Vàng khe. Trời, cậu nhìn làm vui ra. Cậu nhìn làm vui ra. Vui vẻ lắm. Nha, nhìn nha, umbala, umbala. Đúng không? Chín rồi. Vàng khe. Vàng luôn. Ôi giời ơi, cái đứa này. Ôi. Tôi lại. Cái này. Mời mọi người ăn nha. Mời mọi người ăn với mình nha. Ôi. Mọi người ăn chân của nó. Ăn thịt chứ ăn chân á. Ngon lắm mọi người ơi. Mời mọi người nha. Ngon không? Ngon. Có. Ngon quá. Ngon lắm mọi người. Ăn cái này rồi. Ăn cả cái vỏ nó. Lâu lâu đi bắt cua khe, cua đá trong khe mọi người. Nó ăn phải ngon lắm. Ê dù, nhắm cả, chuẩn bắt. Mấy con nhỏ ăn nó ngon. Ăn nữa. Ta bùm miệng. Cho cả muối nữa. Nghe mặn là cần cho muối nữa. Cho muối. Ừ. Ừ. Đừng ướt. Ngon quá. Ăn miếng tỏi xem nè. Ngon nè. Đi bắt cua ăn như vậy vui không? Có. Bằng gì? Có. Tuần sau đi không? Có.
Sao không cho đi nữa nha. Vâng. Mặt bệnh chết hết. Mời các bạn. Quay một lần hướng anh rồi. Hướng hả? Hướng ra bộ. Hướng ra bộ. Hướng ra bộ. Chạy đèn hiếp. Nè. Hướng này không biết mặt tiếp tục. Nhật đời. Hướng hả? Hướng cầm bắt cua đá, cua trong khéo mọi người. Thì ba bác cháu mình nó đi bắt rồi nó ăn như vậy cảm thấy rất là vui. Chắc mình cũng ăn gần hết rồi mọi người. Bây giờ mình xin kết thúc video tại đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nếu mọi người yêu quý mình thì cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha mọi người. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong các clip lần sau. Bye.